Thọ Khang Bảo Giám phần 6. Vào đời Minh, chàng họ Điền phong thái tuấn nhã. Trong làng có nhiều phụ nữ quyến rũ, giang díu, bèn lãnh sang chùa Nam Sơn ở gần đó để đọc sách. Gần chùa cũng có người đến quyến rũ. Trong lòng họ Điền biết là sai trái, nhưng chẳng nỡ cắt đứt chuyện ông bướm. Thoạt đầu, ông thường nằm mộng thấy một vị thần hết sức lùn nhỏ. Sau đó vị thần ấy hiện thân vào ban ngày bảo, người vốn có phước lớn, lẽ ra làm quan ngự sử, do ông bướm đa tình, công danh đã bị tước sạch. Thượng đế sai ta giám sát ngươi, nếu từ rày sửa đổi, vẫn có thể chẳng đánh mất công danh. Ông bèn hoảng nhiên hối cải, về sau quả nhiên thi đậu. Tào Trĩ Thao, đỗ tiến sĩ trong đời Sùng Trinh nhà Minh, lúc còn là chư sanh, đã tư thông với một người đàn bà hàng xóm. Chồng cô ta biết chuyện, muốn giết chết, giả vờ nói, ngày mai ta sẽ đi xa, vài hôm mới về. Vợ nghe nói mừng lắm, ngỡ là thật, liền hẹn hò Trĩ Thao đến nhà. Ngày hôm ấy, nhằm đúng kỳ hẹn, các bạn văn hợp mặt. Từ sáng sớm, bạn bè đã đến lôi kéo Trĩ Thao. Trĩ Thao từ chối, bạn bè biết rõ nguyên do, cưỡng ép đến chỗ họp mặt bàn luận thơ văn. Bạn bè nói với vị chủ trì cuộc họp mặt, hôm nay viết văn phải chiếu theo cách thức viết trong trường thi hội, tiệc đêm ắt phải uống say khướt mới về, nếu chẳng tuân theo quy ước sẽ bị phạt. Lại bảo người chủ trì khóa chặt cửa nẻo, các thư sinh chẳng được tự tiện ra vào. Trĩ Thao hết sức bồn chồn, bất đắc dĩ ngoáy bút cho xong bài văn, muốn về trước. Các bạn ồn ào, có hẹn trước à, về gấp vậy. Đến tối trong khi uống rượu, Trĩ Thao có tâm sự, cố ý uống ít. Các bạn ép phải uống, không uống sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Trĩ Thao say mềm, các bạn đưa về, không thể đến chỗ hẹn được. Người đàn bà hàng xóm chờ Trĩ Thao đã lâu, tựa cửa trong ngóng. Có gã vô lại biết người đàn bà ấy quen thói lăng nhăng, thấy bà ta từ cửa chờ đợi, ắt có kẻ ước hẹn chẳng tới, bèn ve vãn, bà ta cũng chẳng cự tuyệt. Người chồng nắp sẵn liếc thấy, cầm rìu giết chết hắn và giết luôn mụ vợ. Ngày hôm sau, Trĩ Thao nghe chuyện ấy, bèn nhờ các bạn làm chứng, thề với thần Minh, thề sẽ làm lành bù lỗi, trọn chẳng đi theo đường tà nữa. Mấy năm sau thi đỗ tiến sĩ. Thuở ấy Trĩ Thao đang sống mà đáng chết, lẽ ra phải chết mà được sống. Chỉ trong đường tơ kẻ tóc là do nhờ bạn lành cứu vớt. Gã vô lại kia do thấy có thể làm chuyện dâm dục mà lao vào, quên bẵng mối họa ẩn tàng, trong nháy mắt bị chết dưới lưỡi rìu. Ngạn ngữ có câu, gian tắc sát, gian dâm ắt bị giết, đúng thay. Trương Ninh tuổi già không con, đến cầu đảo ở miếu thờ của gia tộc thưa, nên tôi đã tạo nên đầu mối tội lỗi nào mà đến nỗi dứt mất dòng dõi của tổ tiên. Một người thiếp ở bên cạnh nói, nếu ông chẳng làm lỡ làng cuộc đời chúng tôi, đó chính là âm chất. Trương Ninh hoảng sợ, tỉnh ngộ, xét hỏi những tiểu thiếp xem người nào chẳng muốn ở lại. Ngày hôm ấy cho mấy người đi lấy chồng, năm sau bèn sanh được một trai. Thôi Thư Nhân ở Thượng Hải đã từng thuê người vẽ mười mấy bức tranh khiêu dâm. Mỗi bức vẽ đều mô tả sự dâm đảng tột bậc. Về sau bị sốt rét không ngừng, mỗi lần lên cơn sốt dữ dội đều thấy đàn ông đàn bà xinh đẹp mười mấy người, toàn là trần truồng lõa lồ, bị hai quỷ sứ kẹp lấy, mổ bụng, rút ruột, máu tung tóe đầy đất. Kế đó đến phiên họ Thôi bị quỷ hành hình, gào thét đau đớn, tự mình nói tường tận nguyên do, cả nhà đều nghe. Họ Thôi tỉnh ngộ, vội vã đốt đi, bệnh bèn được lành. Triệu Nham Sĩ thọ trẻ từng phạm sắc giới, dần dần thân hình yếu đuối, còm cõi, thân thể như bộ xương khô, gần như chẳng còn mong sống được nữa. Chợt đọc bộ Bất Khả Lục do ông Tạ Hán Văn in, bất giác mồ hôi đẫm lưng, thống thiết sửa đổi lỗi xưa và thỉnh bản in ấy bỏ tiền ra ấn tống. Sau đấy tinh thần dần dần khá hơn, sanh liên tiếp 6 đứa con. Trong niên hiệu Gia Tỉnh đời nhà Minh, có một chàng thư sinh nọ, láng giềng ở phía đông có một phụ nữ hết sức xinh đẹp, đã nhiều lượt mày đi mắt lại. Một hôm thừa dịp chồng sang nơi khác, bà ta bèn khoét tường chèo kéo chàng ta. Chàng ta cũng động tâm, hỏi từ đâu tới. Bà ta cười ghẹo,
chàng là người đọc sách, há chẳng nhớ câu Du Đông gia tường, vượt tường phía đông ư? Chàng bắt thang trèo lên, chợt suy nghĩ lại, có thể lừa người, chẳng thể lừa trời. Bèn trèo xuống, bà ta lại đi đến chỗ cũ, chỗ tường đã bị khoét, nũng nịu quyến rũ. Chàng lại động tình, lại trèo lên thang, đã ngồi ở đầu tường, sắp nhảy sang, lại nghĩ, trọn chẳng thể lừa dối trời, mau chóng trở xuống, đóng cửa bỏ đi. Năm sau do thi hương, chàng lên miền Bắc, quan giám khảo vào tối hôm mở trường thi, đốt đuốc ngồi một mình, bỗng nghe bên tai có tiếng nói, Trạng Nguyên chính là chàng cưỡi tường. Sau khi đã yết bản, bèn dò hỏi, mới hiểu rõ chuyện trước kia. Năm Nhâm Tý 1612, đời Vạn Lịch nhà Minh, Trương Vĩ ở Vũ Tấn cùng chàng thứ sinh Yết sang Nam Kinh đi thi. Đêm đến quán trọ, chủ nhân mộng thấy đón tiếp thiên bản mà giải nguyên chính là chàng thư sinh Yết. Bèn kể lại với thư sinh đó, chàng ta dương dương đắc ý, chủ nhân có hai cô con gái ở trên lầu, vừa đến tuổi cập kê, nghe nói bèn động tâm, sai tới gái chèo kéo chàng từ trên lầu thả tấm vải xuống để làm thang. Chàng ta lôi kéo Trương Vĩ cùng trèo lên. Nửa chừng, Trương Vĩ bỗng tỉnh ngộ nói, ta đi thi sao lại làm chuyện tổn đức này, vội vàng tụt xuống. Chàng thư sinh kia vẫn tiếp tục trèo lên. Tối hôm ấy, chủ trọ lại mộng thấy bản trời, giải nguyên đã đổi thành tên Trương Vĩ, hết sức kinh hãi. Kể lại với chàng thư sinh ấy, lại còn cật vấn gần đây đã làm chuyện gì, chàng ta đỏ mặt không trả lời được. Khi yết bản quả nhiên như vậy, chàng thư sinh ấy hết sức hổ thẹn, về sau nghèo hèn, uất ức mà chết. Nhận định, xét ra Trương Sinh và người cưỡi tường đều tỉnh ngộ ngay khi ấy, so ra càng tốt đẹp hơn những kẻ đã từng phạm rồi sau đó mới kiêng dè. Cho đến lúc này, nếu chẳng bừng tỉnh, không chỉ là mất sạch công danh vốn nên có, mà còn đọa nhập biển khổ vô biên, đáng sợ thay. Hoàng Sơn Cốc đời Tống thích những ca từ diễm tình, thường đến thăm Viên Thông Tú Thiền Sư. Tú Thiền Sư quở trách, bậc đại trưởng phu sẵn tài bút mực, cam tâm làm chuyện này ư? Do khi ấy Tú Thiền Sư vừa răn nhắc Lý Bá Thời về chuyện vẽ ngựa. Sơn Cốc cười nói, chẳng lẽ tôi cũng sẽ sanh trong bụng ngựa ư? Tú Thiền Sư bảo, Bá Thời nghĩ tưởng ngựa, bất quá mình ông ta đọa lạc. Ông dùng lời lẽ diễm tình khuấy động dâm tâm của mọi người trong thiên hạ, không chỉ là sanh trong bụng ngựa, tôi sợ ông sẽ bị đọa địa ngục vậy. Sơn Cốc hoảng sợ, hổ thẹn từ tạ, từ đấy thôi không viết nữa. Tiền Đại Kinh ở Tứ Xuyên phong tư thần thái tuấn tú, hễ hạ bút bèn viết ngàn lời. 17 tuổi đã vào trường huyện, nhiều lượt đi thi nhưng chẳng đậu. Đến khoa thi năm Canh Tý, chàng cầu đảo Văn Xương Đế Quân. Đêm mộng thấy đồng tử áo xanh dẫn đến trước đế quân. Ngài sai thuộc hạ tra sổ, thấy chép Tiền Đại Kinh 20 tuổi đậu thứ hai trong kỳ thi hương, đỗ liên tiếp, đỗ Trạng Nguyên đứng đầu thiên hạ. Làm quan tới cấp nhị phẩm, thọ 73 tuổi, do đã soạn 3 bộ dâm thư, bị gạt tên khỏi sổ quan lộc. Tuổi thọ cũng không được dài lâu như vậy. Đế quân khuyên dụ, ngươi có lòng trung hậu, lại chẳng thiếu hiếu hữu, hiềm rằng đã soạn dâm thư, khiến cho nam nữ bại hoại thanh danh, chôn vùi tiết hạnh. Nếu không do đời trước gieo đức rộng nhiều, đã bị phán tội đọa địa ngục. Đại Kinh bèn lập trọng thệ, gặp ai cũng khuyên rằng, gặp dâm thư liền đốt sạch. Về sau do đổ kỳ thi Minh Kinh, sống đến 62 tuổi bèn mất. Đồng Thiện dưỡng sanh, Tạ Hán Văn ở Văn Giang mắc bệnh trầm kha từ bé. Do vậy nghĩ, trong các ác nghiệp chỉ có sắc là dễ phạm nhất, bèn trùng đến bộ Bất Khả Lục do Phùng Thái Sử ở Phùng Dương biên tập, rồi đem khắc in để lưu truyền rộng rãi. Khi bản in vừa được khắc xong, bệnh đã hết sạch. Về sau, con cháu đều nổi danh một thời, như Tinh Môn, Hà Hiên, Thể Tam vân vân, nối tiếp nhau đổ đạt, đúng là nếp nhà thư hương chẳng bị đoạn dứt. Từ Tính Thiện và Dương Hoằng là bạn thân, đi thi cùng ở trọ một chỗ, gặp một vị cao tăng xem tướng bảo, ông Dương sẽ hết sức vinh hiển, ông Từ sẽ nghèo nàn. Ban đêm, ông Dương ngẫu nhiên thấy trong chỗ trọ có một cô gái chưa chồng xinh đẹp, mưu tính dùng hòa cáp hậu hĩnh để mong thỏa dâm. Ông Từ dùng lời lẽ nghiêm khắc
tận lực ngăn trở. Hôm sau vị tăng gặp lại ông Từ, hết sức kinh hãi nói: mới qua một đêm bèn có dấu vết âm chắc nổi lên, đổi từ hèn thành quý sẽ hết sức vinh hiển. Lại xem tướng ông Dương sư bảo, khí sắc khác hẳn, chẳng bằng hôm qua, vì thế sẽ cùng với ông Từ vinh hiển, nhưng thứ tự đổ đạt hơi kém hơn ông Từ. Yết bản đúng như vậy. Vào đời Tống, tiến sĩ Vương Hành Am ở Giảng Châu kiềm chế hành vi chẳng cẩu thả, là hàng xóm với người em họ bên ngoại là Trầm Yết. Họ Trầm một mực chuộng dâm, ông Vương thường khuyên lơn, nhưng họ Trầm không nghe, lại còn ngấm ngầm sai một chị ở dụ dỗ ông Vương. Ông nghiêm khắc cự tuyệt, hắn lại tiếp tục sai một đứa tớ gái xinh đẹp ráng dụ dỗ ông. Ông cũng nghiêm khắc cự tuyệt. Họ Trầm cố ý khiến cho ông phá giới để cười nhạo. Một ngày nọ, ông và họ Trầm ra ngoài gặp bọn trộm cướp. Họ Trầm do thuyền nhỏ bèn trốn thoát, thuyền của ông Vương bị bọn cướp chặn bắt được. Bỗng nhiên sấm chớp giáng xuống vang rền, bọn cướp kinh sợ bỏ đi. Ông bình an quay về, chẳng bị tổn thất gì. Về sau họ Trầm ra ngoài, trở về nhà, thấy vợ và kẻ khác đang gian dâm, toan dùng võ khí đánh họ, tay bỗng dưng chẳng thể dở lên được, trợn mắt dậm chân, gào to một tiếng chết ngắt. Lúc ông Vương 50 tuổi bị bệnh ngặt nghèo, đạo sĩ đánh đồng thiếp đi dân sớ, quỳ phục xuống rất lâu sau mới tỉnh lại nói: tra duyệt đại hạn của ngài chỉ thọ 50 tuổi, thiên tào do thấy ngài hai lần chẳng dâm, lại còn có thể thập tâm khuyên lơn kẻ khác, tăng thọ cho ngài 3 kỷ là 36 năm nữa. Ông nghe nói run sợ, về sau quả nhiên thọ 86 tuổi, tận mắt thấy con cháu phú quý. Nhận định vị này và ông Từ tính thiện, đã có thể giữ mình nghiêm ngặt, lại có đức hạnh yêu thương người khác, nếu người ấy nghe theo lời khuyên răn, ắt là người ấy sẽ được hưởng ân trạch. Dẫu kẻ ấy chẳng nghe, nhưng do nhiệt tâm khuyến hóa, đã đủ để cảm động lòng trời được phước, người ta cũng sợ gì mà chẳng làm vậy thay. Phủ Gia Hưng có thư sinh nọ, tánh thích ẩn giấu điều ác, phô bày điều thiện, hãy gặp con em hoặc bạn bè bàn tới chuyện buồn the, liền nghiêm mặt lộ vẻ giận, khuyên răng: do vậy soạn bài khẩu nghiệt giới văn, bài văn răng đừng tạo mầm móng tội lỗi nơi miệng, để răng dạy hàng hậu học. Về sau ông ta đi thi, đêm hôm trước ngày yết bản, mộng thấy cha mình bảo: con đời trước đã đỗ tiến sĩ từ tuổi thiếu niên, do cậy tài khinh rẻ kẻ khác, thượng đế phạt con thi cử lận đận, trọn chẳng đỗ đạt. Tháng trước có gã học trò đáng lẽ thi đậu khoa này, vì gian dâm gái chưa chồng mà bị xóa tên. Vằn sườn đế quân tâu bày: con đã soạn bài khẩu nghiệt giới văn để khuyên người khác, âm công rất lớn, xin hãy điền tên con vào đó, ắt con sẽ đỗ đạt. Hãy nên càng thêm tu đức để báo đáp thiên thần. Thư sinh ấy kinh hãi lẫn mừng vui. Sau khi thi đỗ, thư sinh càng thêm cẩn trọng bội phần, làm quan tới chức ngự sử. Tịch Khuôn dĩnh ngộ từ bé, gặp một thầy bói bảo ông có nếp nhăn dọc hướng vào miệng sẽ bị chết đói, ắt là sang năm sẽ bị. Khuôn rất lo lắng. Một bữa gặp người bàn chuyện buồn the, hết sức liên quan đến danh tiết của người khác, Khuôn hầm hầm giận dữ, khiến cho người nói chuyện đó hổ thẹn không nói nữa. Chuyện ấy bèn lắng đi. Đã hơn cả năm mà ông Khuôn vẫn chẳng hề hắn gì. Sau đấy gặp lại thầy bói, ông ta ngạc nhiên hỏi: ông có âm đức to lớn gì mà khiến cho tướng mạo biến đổi nhanh chóng như vậy? Về sau ông Khuôn có địa vị cao quý? Vào thời Tống Đoan Tông, quân Nguyên tấn công Thai Châu, vợ một người dân ở Lâm Hải là Vương Thị rất đẹp, bị bọn giặc bắt đem vào trong quân. Gã Thiên Phu trưởng giết bố mẹ chồng và chồng cô ta, muốn ăn nằm với cô. Cô ta thà chết chẳng thuận theo, giả vờ nói: xin cho tôi để tang bố mẹ chồng và chồng một tháng rồi mới có thể hầu hạ bậc quân tử. Thiên Phu trưởng thấy cô không đòi chết nữa, bèn chấp thuận lời thỉnh cầu, nhưng vẫn sai nữ tù nhân canh giữ cô ta. Hôm quân Nguyên rút lui, hắn mang theo cô ta. Khi đi qua rặng Thanh Phong ở huyện Sơ, Vương Thị ngửa mặt lên trời than: hôm nay ta đã có chỗ để chết rồi. Liền cắn ngón tay, lấy máu viết thơ lên đá, gieo mình vào vách đá mà chết. Chuyện đã cách nay 80-90 năm, máu trên đá vẫn rõ nét như mới, chẳng bị mưa gió xóa nhòa.
một nho sĩ đã làm thơ chê bai rằng: khiết chỉ đề thi tự khả ai, bang bang bát bát thượng thanh đài, đương sơ nhược hữu thi trung ý, khẩn trục tướng quân mã thượng lai. Nghĩa là cắn ngón đề thơ buồn gớm nhỉ, đã rêu loan lỗ phủ xanh rì. Thoạt đầu nếu đúng như thơ tả, chắc sẽ theo chàng rủi ngựa đi. Kẻ đề thơ ấy về sau không có con cái. Đời Nguyên, Dương Liêm Phu cũng làm thơ vịnh rằng: giáp mã ngự đà bách lý trình, thanh phong hậu dạ huyết thư hành, chỉ ưng Lưu Nguyễn đào hoa thủy, bất tự ba lăng hán thủy thanh. Nghĩa là cặp kè bên ngựa đường trăm dặm, đêm cuối thanh phong viết huyết thư, chỉ nên tận hưởng thiên thai thú, nhạc dương sông hán chẳng còn bằng. Về sau Liêm Phu không có con, một đêm mộng thấy một người đàn bà nói: người có nhớ bài thơ đề vịnh vương Tiết Phụ hay không? Tuy không thể tổn hại thanh danh của Tiết Phụ, nhưng đã hủy báng Tiết Nghĩa, tội ấy rất nặng, vì thế trời dứt đường con cái của ngươi. Liêm Phu hối hận tỉnh ngộ, lại đề thơ rằng: thiên tùy địa lão, thiếp tùy binh, thiên địa vô tình, thiếp hữu tình, chỉ huyết khiết khai hà kiều xích, đại ngân hóa tác tuyết giang thanh, nguyện tùy tương sắc thanh trung tử, bất trục hồ già phách lý sanh, tam nguyệt tử quy đề đoạn huyết, thu phong vô lệ tả ai minh. Nghĩa là trời già theo đất, thiếp theo quân, trời đất vô tình, thiếp hữu tình, máu cắn ngón tay như rán đỏ, sông trinh xanh ngắt vết rêu in, nguyện chết theo chồng cho trọn nghĩa, chẳng ham sống nhục với quân hồ. Tháng ba chim cuốc kêu tan huyết, gió thu khôn cảm nỗi buồn thương. Sau đấy lại mộng thấy người đàn bà đến cảm tạ, không lâu sau bèn sanh được một đứa con. Quảng Tử Nguyên bị bệnh tim, suốt ngày mơ màng như đang nằm mộng. Nghe nói có vị lão tăng có thể chữa lành, bèn đến cầu xin. Vị tăng bảo: chứng bệnh này là do dâm dục quá độ, thủy hỏa chẳng thể giao hội, phàm những kẻ đắm đuối mỹ sắc, hoang đàn sắc dục sẽ mắc bệnh này, gọi là lòng dục, do bị cảm nhiễm từ bên ngoài. Đêm sâu nằm ngủ tưởng nhớ mỹ sắc, hoặc mơ thấy giao hoang trong giấc mộng, đó gọi là dục vọng sanh từ bên trong. Hai thứ ấy dây dưa nhiễm đắm, đều hao tổn nguyên tinh, tăng thêm bệnh tật, tổn hại tánh mạng, ắt sẽ trở thành chứng bệnh chẳng trị được. Trước hết hãy gấp nên đoạn trừ hết sạch ý niệm về sắc trong tâm, sau đấy lại điều dưỡng thân thể, chẳng để cho nguyên tinh rò rỉ, ắt thận thủy sẽ không đến nỗi tràn xuống dưới mà bị khô cạn, khiến cho can hỏa chẳng đến nỗi bốc lên trên. Thủy hỏa điều hòa sẽ dần dần lành bệnh. Vì thế nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đời Tống, Bao Hoằng Trai lúc 88 tuổi còn được cử làm sưu mật sứ, tinh thần ông ta mạnh mẽ. Giả Tự Đạo cho rằng ông ta ắt có thuật dưỡng sanh, bèn hỏi ông Bao. Ông Bao đáp: tôi có một loại thuốc viên để uống, nhưng chẳng truyền to thuốc bí mật. Tự Đạo vui vẻ xin thuốc. Ông Bao thông thả nói: loại thuốc viên do lão hữu đã uống chính là suốt 50 năm ngủ một mình. Mọi người hiện diện đều cười to. Bồ Đắc Chánh làm tri phủ Hàng Châu, có cụ già trong vùng là Lý Giác đến ý kiến. Tuổi cụ đã hơn trăm, sắc mặt tươi tắn. Ông Bồ hỏi về thuật dưỡng sinh, cụ đáp: thuật của tôi rất hết sức giản dị, chỉ là đã sớm tuyệt dục đó thôi. Trường Thúy ở Thái Thương đã ngoài 90, tai tinh mắt sáng, vẫn còn có thể vẽ vời. Có người hỏi cụ có bí quyết gì, cụ Trương đáp: chỉ là cái tâm tham dục nhạt mỏng, tiết chế dục sự. Phát thệ trì giới. Xưa kia Châu Dụ thường tụ tập thiện hữu, dùng phương thức in những tờ truyền đơn răng dâm để phát cho các xã hữu. Mỗi người nhận một tờ, chia nhau khuyên lơn 10 người khác. Mỗi người đều kính cẩn ghi rõ quê quán, tuổi tác, tự ký tên họ, đem đốt để bẩm cáo trước văn võ nhị đế. Từ đấy về sau, dấy lên ý niệm, thốt ra lời lẽ, đều chú ý thận trọng, nghiêm ngặt răng nhắc chính mình chẳng dính dáng chút tà dâm nào. Kẻ chẳng may đã phạm lỗi ấy, ý niệm hổ thẹn, hối hận vừa nảy sanh, đã đủ để tiêu trừ lỗi lớn tày trời. Kẻ may mắn chưa phạm lỗi ấy, từ nay kiên quyết khống chế chính mình, chẳng đến nỗi để ngọc trắng có vết rạn nhỏ nhoi.
người này kẻ nọ răng nhắc lẫn nhau, từ đầu tới cuối không thay đổi, lần lượt khuyên bảo rộng rãi, ngõ hầu người đời vĩnh viễn đoạn trừ căn cội oan nghiệt ấy, đều trở về đường ngay, ắt sẽ công đức tràn trề mà phước cũng vô lượng. Ông Lạc Quý Hòa bảo: cổ nhân nói muôn điều ác dâm đứng đầu, trăm hạnh hiếu đứng đầu. Tôi thường suy xét hai câu nói ấy, mong hiểu thấu rốt ráo ý chỉ của chúng. Bèn biết hai câu ấy thoạt nhìn dường như tương phản, nhưng chúng vừa khéo thành tựu lẫn nhau. Lý trong hai câu ấy có thể luận định như thế này: đã coi dâm đứng đầu muôn điều ác, ắt có thể suy ra để biết không dâm đứng đầu trăm hạnh. Đã coi hiếu đứng đầu trăm hạnh, ắt có thể suy ra mà biết bất hiếu chính là cội nguồn của muôn điều ác. So đi tính lại, chỉ một lời đã đủ, nhưng tách ra thành hai điều để nói. Vì sao? Bởi lẽ hễ tham dâm sẽ chẳng thể tròn hiếu. Muốn tròn đạo hiếu, ắt phải bắt đầu bằng chẳng dâm. Bậc thánh nhân thời cổ chế định hôn nhân chính vì lẽ ấy, bày ra mai mối, lập ra sáu lễ. Hiểu theo phương diện nhỏ thì hôn nhân cốt yếu là để nói tiếp dòng dõi. Có người cúng tế tổ tiên, sáng tỏa luân thường, giúp cho đức hạnh. Hiểu theo phương diện to lớn thì đó chính là cội rễ để trị quốc bình thiên hạ. Không gì chẳng nhằm khiến cho con người được trọn vẹn đạo hiếu từ đầu đến cuối. Vì thế nói, đạo của bậc quân tử bắt nguồn từ vợ chồng. Cõi đời lẫn đạo nghĩa đều si vi, chẳng hành theo giáo huấn của bậc thánh triết. Ý nghĩa cao quý của cổ nhân mắt sạch. Lễ nghĩa trở thành nói suông, coi chuyện vợ chồng như phương tiện để hưởng dục lạc. Bọn thiếu niên đức nghiệp chưa thành, đã biết hâm mộ sắc đẹp của lũ gái tơ mơn mởn. Kẻ làm cha mẹ cũng hư vọng chiều theo ý con, để nhờ vào chuyện đó khiến cho con đẹp lòng. Do vậy, công khai coi chuyện háo sắc là chuyện chánh đáng trong đời người, lại còn nói khoa trương là kế tục huyết thống, nói tiếp dòng dõi. Bởi đó tình vợ chồng càng thêm sâu nặng, sự phụng dưỡng cha mẹ ngày càng thiếu sót, dốc sức đẹp lòng vợ, coi cha mẹ như người ngoài. Mắc tội đại bất hiếu, chẳng cần nói tới những kẻ nghèo hèn, ngay như những kẻ có học thức, sang cả. Con trai vì mê vợ mà trở mặt với mẹ, con dâu chửi mẹ chồng đã thành thói thường từ lâu. Tình người khó bề hướng lành, dễ quen theo thói ác, chính là vì đã coi chuyện vợ chồng là phương tiện để hưởng dục lạc. Ác sẽ khiến cho quan niệm tình kiến khác biệt về nam nữ ngày càng sâu. Ý niệm tham ái tham dâm này càng hừng hực, có mới chán cũ, hễ tiếp xúc bèn nảy sanh tình. Coi nam nữ trong thiên hạ chẳng qua là công cụ để thỏa mãn dục lạc cho ta. Thối tà dâm giấy động, ganh ghét nhau, giết chóc lẫn nhau, tổn hại thân thể, điếm nhục cha mẹ, muôn điều ác ồ ạt dấy lên, trăm hạnh đều phế sạch. Cái tội bất hiếu không gì nặng hơn. Xét đến cội nguồn, há chẳng phải là bắt nguồn từ ý niệm dâm dục của vợ chồng ư? Vì thế tôi nói, hai câu ấy tuy tương phản mà thật ra là khéo bổ trợ lẫn nhau. Kẻ chẳng biết lẽ này vẫn cứ muốn gượng ép phân định chữ dâm thành tà và chánh. Làm như vậy, há có thể nói là đã lãnh hội sâu xa ý chỉ của cổ nhân ư? Kinh Viên giác dạy, hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà có tánh mạng, dục do ái mà sanh, mạng do dục mà có. Chúng sanh yêu mến tánh mạng vẫn là do dục làm gốc. Hãy biết luân hồi có căn bản là ái. Kinh còn dạy, do vì dục cảnh dấy lên sự nghịch thuận, cảnh trái nghịch cái tâm yêu mến, bèn sanh lên ganh ghét, tạo các thứ nghiệp, vì vậy lại sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do những điều ấy, biết dâm chính là mối họa lớn trong đời người. Thoạt ban đầu chẳng phân ra tà hay chánh vậy, nhưng chúng ta kể từ vô thủy cho tới nay, do ái dục mà có thân này đã lâu, từ ngục gia đình đã hình thành, nghiệp căn khó dẹp trừ, Đức Như Lai thương xót vẫn mở ra phương tiện, chấp thuận kẻ chẳng tham tà dâm vẫn được gửi thân nơi hoa sen. Kinh giới Đức Hương dạy, chẳng xâm phạm vợ người khác sẽ được hóa sanh trong hoa sen. Ở đây tôi nói những điều này chẳng phải là muốn ép buộc mọi người phải làm chuyện khó thể làm là tuân theo chủ nghĩa tuyệt dục nghiêm ngặt,
mà thật sự là vì mong những người cùng chí hướng biết rõ, những kẻ tham cầu dục lạc trong chốn khuê phòng, chẳng đối hoài đại nghĩa luân thường thì đã là trái nghịch lý, huống hồ những kẻ mặc tình rong ruổi thú vui xác thịt bên ngoài coi như là chuyện thường tình. Do vậy, suy ra bèn biết, tuy tận lực kiên tà dâm, bất quá vẫn là văn giữ một giới trong năm giới của nhân thừa. Nếu vẫn mặc tình săn đuổi xác thịt, ắt khó tránh chìm đắm trong tam đồ ác đạo. Do vậy phát khởi cảm động, ai nấy dấy lòng, tận sức phấn chấn tinh thần, trong là giữ vững cội gốc tề gia, ngoài là đoạn dứt cái tâm tranh giành, theo đuổi dục vọng, truy tìm căn cội, dốc sức tu hành để mong có ngày đạt được Nê Hoàng. Kinh Phật Bát Nê Hoàng có nói, kiên tà dâm được tăng trưởng năm thứ phước, nhập đạo Nê Hoàng, nhanh chóng thoát khỏi 10 tội. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói, do tà dâm bèn phạm 10 tội. Đức Phật nói lời thành thật chẳng lừa dối ta, vì thế hãy quyết định đối trước trời Phật phát thệ, ước hẹn kiên quyết, dùng lời nguyện ấy để gìn giữ bản thân chẳng sanh tà niệm. Lời nguyện ấy được viết rõ ràng ở đây, những vị Phật tử đang hiện diện tại đây ắt sẽ có người đồng tâm, cho nên trước lời nguyện tôi viết dông dài mấy câu ngõ hầu khơi gợi. Lời thệ nguyện: nước, năm, tháng, ngày. Đệ tử lập nguyện kiên tà dâm trai giới tắm gội sông Hương, thắp hương dâng sớ, kính cẩn tuyên thệ trước tòa rằng: trăm điều thiện hiếu trước tiên, muôn điều ác dâm đứng đầu. Người khác cầm thú vì biết nghĩ suy, nhạn sống thành bầy trong đầm, còn chẳng cặp đôi bừa bãi. Ta là Phật tử há chẳng bằng chim, kể từ hôm nay thề kiên tà dâm, cho đến lúc chết vĩnh viễn chẳng đổi lòng. Nếu có trái phạm ác thân chuốc họa, nếu không sửa lỗi hại đến cháu con, nhuốm bẩn đại giáo tội thật chẳng nhẹ. Xin hãy giết chết để khuyên răn các vị thần minh hộ pháp từ bi xót thương, xét soi tấm lòng quy hướng hộ trì, ngấm ngầm che chở, đời đời vĩnh viễn bảo vệ. Đệ tử kính cận ký tên. Một là giữ vững giới lực. Tâm tưởng của con người hễ chẳng thiện thì là ác, sự hưởng thụ của con người nếu chẳng phải là phước sẽ là họa. Đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội cho người biết hối cải. Đúng là thoạt đầu mê đến cuối cùng ngộ, tai ương sẽ lìa, phước đưa tới. Nhưng sau khi sám hối, thọ giới phải dè dặt, cẩn trọng như vào rừng sâu, như bước trên băng mỏng, mãi cho đến khi mạng chung, sau đó mới có thể thưa với thần minh chính mình vô tội. Nếu sau khi thọ giới lại phạm giới, ắt lời thề ở trước, oai linh của thần ở sau, chắc chắn sẽ mắc họa, chẳng có thuốc chữa. Như mắc bệnh thương hàn vừa đỡ, bèn ăn đồ huyết nhục, hãy bệnh cũ phát ra, chắc chắn chẳng thể sống được. Chỉ mong những người có cùng chí hướng hãy chí tâm quy y, luôn luôn dè dặt, cẩn trọng như đang đối trước thần minh, phút giây nào cũng thường nghĩ đến nỗi họa hoạn. Người xưa nói, một lần phạm lỗi là đã quá đáng rồi, há còn tái phạm ư? Huống hồ ta đã phát thệ, hả giống như trò đùa bỡn của trẻ con ư? Hai là kiên trì tính tâm. Phàm là những người thọ giới cần nên biết vận mạng của mỗi người khác nhau, như đất có chất màu, trời đổ mưa sương, vốn chẳng khác biệt. Do người trồng trọt vung quén mà có cây nghiêng lệch ngã bóng, quyền vung bồi che chở là do trời, nhưng vung quén nghiêng lệch thật sự là do ta. Những kẻ ác mà hưởng phước phi thường chưa chắc đã là phước thật sự, có thể là nhờ vào điều ấy để khiến cho tai ương càng nặng nề hơn. Nếu không là do tổ đức hoặc căn lành sâu dày đời trước, người lành vô cớ mắc họa chưa chắc đã là nỗi họa thật sự, có thể là nhờ đó để khiến cho sự thành tựu của quý vị càng đẹp đẽ hơn. Nếu không, những ương họa ấy là do túc nghiệp oan khiên đời trước mà ra. Chỉ mong người đời nếu gặp thuận cảnh hãy càng thêm tinh tấn, nếu gặp phải nghịch cảnh hãy càng nên dũng mãnh. Kết cục tốt đẹp hay xấu ác đều do chính mình đó thôi. Bảo thân lập mạng giới kỳ cập thiên địa nhân kỳ, nghĩa là những ngày nên kiên kỵ hành dâm hòng bảo vệ thân mạng. Lý làm lành được thiện do dâm mắc họa đã nói tường tận. Ngày như trong vòng vợ chồng,
con người dễ sơ sót nhất. Chẳng biết trong một năm có những ngày nên đoạn dâm, trai giới. Như trong nguyệt lệnh đã nói, 3 ngày trước khi có sấm, 3 ngày trước tiết xuân phân, quan phủ sai người đánh mỏ gỗ tuyên cáo dân chúng, sắp có sấm động, kẻ chẳng kiên ăn nằm, sẽ sanh con chẳng lành lặn, ắt gặp tai ương hung hiểm, chính là vì lẽ ấy. Huống hồ khí huyết lưu hành trong thân người, vốn tương ứng với tiết khí trong trời đất. Nếu hành dâm chẳng đúng thời, ắt chẳng phù hợp thời tiết, sẽ bị thương tinh tổn khí gấp 100 lần những khi khác. Còn như nhằm dịp thần minh giáng hạ soi xét, nếu dâm ô mạo muội khinh nhờn, có kẻ bị khiển trách ngấm ngầm mà chẳng biết. Vì thế trong cõi đời có những kẻ do thiếu cẩn trọng, gặp phải ương họa rành rành làm mắc bệnh, chết yểu, hoặc gặp họa ngấm ngầm, tức là bị giảm mắt tước lộc, giảm thọ, thường đều là vì lẽ này. Tới lúc ấy dẫu hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được, sao bằng văn theo kiên giữ để hối lỗi ngay từ bây giờ, kính cẩn sao lục những ngày tháng cần phải kiên dè và những ngày kỵ liên quan đến trời đất hoặc con người. Kẻ đã biết tự yêu thương chính mình sẽ đều tuân thủ vậy. Hết phần 6. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.